Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Linh. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng theo chân nhà đương kim vô địch chung kết thế giới Dep trong những cái trận đấu đầu tiên của máy chủ xếp hạng đơn Hàn Quốc của anh ta nha. Để coi khách mời đánh cùng với Dep ngày hôm nay sẽ là ai, chúng ta hãy cùng đi thôi. Ok, ngày hôm nay chúng ta sẽ có Dev và Keria. Không biết hai ông này có đùa với nhau hay không đây. Keria sử dụng Aatrox của cuộc trường trên, một trong những con tướng mà tôi nghĩ rằng Keria chắc chắn cũng thành thục về cái bộ kỹ năng, và nó cũng để lại một vài những cái kỷ niệm nó không được đẹp lắm dành cho Keria mới mới khoảng chừng hơn tuần trước mà thôi. Rồi ok, chúng ta sẽ có một con lập lăng bình giữ của Dev ha. Không biết sau cái đợt này thì Dev có ý định chuyển ra khu trình giữa hay không nữa, khi mà đã lên giành vô số những cái danh hiệu trong cái vai trò xạ thủ rồi, thì biết đâu đấy là Dev có ý định chuyển ra khu trình giữa thì sao. Dev dạo đây cũng luyện khá là nhiều con tướng khu trình giữa, những cái ván thi đấu solo game của anh ta đều là những ván thi đấu khu trình giữa cả. Một pha mà Vladimir đầu tư với một trò thiêu đốt sớm để có thể lấy lợi thế về máu, thì đó nó không ảnh hưởng nhiều tới cái sức mạnh của Vlad nha, bởi vì cái sức mạnh đầu tiên của Vlad là sức mạnh đạt được ở thời điểm cấp độ 6 khi mà có được máu độc. Còn thời điểm hiện tại mới chỉ cấp độ 1 mà thôi. Đầu tư cái thiêu đốt sớm như thế này để giảm đi cấp lực đè lên của Dep. Nhưng mà Dep rất là chủ động để có thể tấn công những cái tình huống biến ảnh lên, kết hợp cùng với những cái đòn đánh tay và sau đó giật ngược trở lại để không bị hút máu trả ngược trở lại, cũng khá là ổn ha. Bên cạnh đó chúng ta cũng sẽ có một cái hỗ trợ khá thú vị, thanh tẩy và tốc hành ở vực dưới dành cho Nila, Samira hệ thủy đối đầu cùng với Samira Ryu. Rồi cấp độ 2 sau thanh tẩy cái phần trợ tuyệt sức đang cố gắng để có thể tấn công vào Lulu. Pha thi đấu này Lulu đang bet khá là tốt nha, kích tốc hành lên rồi, còn một tình huống thanh tẩy nữa, quay ngược trở lại thanh tẩy tấn công vào Samira, hiệu ứng đến từ tốc hành nó vẫn đang còn, và đó là đùa kêu dành cho Nila và Lulu khu vực dưới. Bởi vì cái đối tượng lựa chọn anh em, cái đối tượng tấn công của Samira với lại Rêu là con hỗ trợ, nên cái khoảng trống được tạo ra gây sát thương lớn dành cho con Nila này, gần như là một cái tình huống mà bạn chỉ có thể tấn công vào xạ thủ của phía đối phương thì bạn mới lời thôi, chứ mà tấn công vào hỗ trợ để cho hỗ trợ của phía đối phương bết á thì nó cũng sẽ hơi khó. Vừa rồi thì Kera cố gắng rướng đòn đánh có nội tại nữa để có thể gây sát thương nhiều nhất. Kha'Zix cũng đang có ý định tấn công lên khu vực đường trên. Ray sẽ chạy như thế nào đây, một tình huống lướt ui lách ngược trở lại để thoát khỏi cái vùng gây hùng khống chế. Q2 kết hợp cùng với E cũng không giữ chân được, xiên xích địa ngục cũng không giữ chân được, vẫn đầu tư tốc biến theo. Lần này không có bức tường đau đớn, nhưng đó vẫn là một cái điểm thu thập hắc ám dành cho Kha'Zix. Một vòng rừng farm 6 bãi có cua là 7 bãi, lấy được phép trợ tốc biến đến từ người chơi đường trên của phía đối phương, và vẫn có được một cái thu thập hắc ám khá là thành công dành cho Kha'Zix chứ không phải là không ha. Ui, chủ động tốc biến căng dây làm choáng, thành công solo kill. Ác thật sự, Dep đánh còn lập lăng này, ác thật sự. Và thi đấu trước thì anh em thấy là Dep hình như cũng đã có một tình huống cấu rỉ lượng máu rồi, nhắm vào người của Vladimir. Và sau thì anh ta thấy rằng mình đủ sát thương và kết hợp cùng với cái tốc biến của mình nữa. Những cái chiêu thức mà dạng chăn dây á là những cái chiêu mà nó khá là khỏe. Bạn lặn bẻ máu xuống, bạn vẫn bị gây đam, bạn vẫn bị giữ chân, bạn bay lên trời hoặc là bạn tàng hình, bạn vẫn bị gây sát thương ha anh em ha. Thì đó là cái đặc điểm của những cái chiêu thức mà dạng chăn dây làm choáng, ví dụ như là cái trói hồn của Morgana chẳng hạn. Vậy Dep quyết định là di chuyển xuống đường dưới. Đợt lính đang bị tích nhẹ ở khu vực đường giữa, và Dep có dịch chuyển, Dep để dành cái phép hỗ trợ dịch chuyển này chạy thẳng xuống khu vực đường dưới nhằm tạo ra cái đột biến nhiều nhất khi mà cái phép hỗ trợ đến từ bộ đôi Nila và Lulu chưa kịp hồi lại. Nhưng cần phải có một cái nhịp đánh đủ mạnh nha. Đợt lính này đợt lính có xe, con xe đang hơi tắc máu chút xíu, quyết định đến từ bên phía của team Dep là nếu như găng được thì ngon, còn không thì có lẽ như họ cũng sẽ muốn băng trụ. Một con mắt được cắm ra để có thể có cái góc vòng và không có bị chiếm thông tin. Vivo cũng đang có mặt ở đây rồi, bức tường bắt đầu dựng ra rồi. Liệu rằng sẽ nhắm vào ai đây? Hắc Kim thuật tấn công vào xà đủ. Ui, Vigo có tình huống đúp flash tốt quá, và nó đã khắc chế được cái pha băng trụ vừa rồi của bên phía của đội 2. Dep dịch chuyển ra khu vực đường giữa khi mà cái đợt lính đang chuẩn bị chạm vào trong trụ, bỏ luôn cặp đôi xà thủ hỗ trợ khu vực đường giữa của mình ở trong pha thi đấu này. Hay nói chính xác hơn đó chính là Samira cùng với đó là Kha'Zix. Samira chạy không nổi rồi, bị hạ gục, Kha'Zix cũng hết năng lượng. Pha thi đấu này Kha'Zix về được,
Nhưng đó là tình huống thi đấu rất là tốt dành cho bên phía của đội 1. Còn trong khi đó, khu vực đường trên sẽ như thế nào đây? Cấp độ 5 cũng đã có dành cho Kera. Đây là thời điểm cấp độ rất là khỏe nha. Chặt VE thành công, đúp thành công, V2 trúng rìa, lướt được cái... Ui, V3 kết hợp cùng với tốc biến, đánh nội tại nữa. Hát chưa kìa. Một pha thi đấu rất hay đến từ Keria. Sau khi anh ta lấy được những cái tài nguyên để có thể lướt, ví dụ như một cái rút súng nhanh, thì anh ta đầu tư luôn cho mình đã tốc biến, chặt V3, lượng sát thương vào tâm là chuẩn. Có thêm đòn đánh có đội tại nữa, ra khỏi vùng bom mù và đánh một đòn đánh dứt điểm, solo kill. Dep cũng rất là nhanh chóng đầu tư cái phép trợ dịch chuyển của mình ra khu vực giữa ha, không muốn bị mất kinh nghiệm cũng như không muốn bị mất lượng tiền nữa. Ở pha thi đấu đó thì khi mà Vigo cướp sát của Rail thì cũng có tình huống kim thuật nó hơi sớm và hết thì cũng không chế được, có thể giữ chân được Dep. Nếu mà giữ chân được Dep cũng khiến cho Dep rất là thọt ha, nhưng mà không, điều đó không xảy ra. Rồi đã có một vài những cái lợi thế nhất định dành cho hai đội tuyển. Một bên thì con Nila này xanh nha, như vậy sẽ là con Nila huyệt đao à. Rồi một bên thì chúng ta đang có một cái cánh trên khá là khỏe dành cho Keria. Bản thi đấu này chúng ta hãy cùng tiếp tục theo dõi. Cấp độ 7 vừa rồi đã có đến từ Keria, hoàn toàn có đủ cơ sở để có thể áp sát và solo kill nữa, nhưng có lẽ cần phải có tình huống làm mềm. Keria đang muốn điều đó, lên là chặt V2 kích hoạt luôn cho mình đó tốc biến, nối đúc thành công, quay ngược trở lại chặt V3 quá mạnh. Ác chưa kìa, lướt E lên đánh thường cái nữa, chạy về tái kích hoạt được chiêu cuối. Có cái tình huống lướt E vừa rồi của Ray thôi chịu, pha thi đấu đó chịu, bởi vì rõ ràng rơi vào cái thế đó thì chỉ có rừng giúp. Mà thật ra ông Ray ông cũng đã xác định là pha đó sẽ cố gắng để có thể đẩy xong rồi về. Đạn nổ thần công cũng không thoát được ở trong tình huống vừa rồi. Nãy giờ tôi để ý Kera sẽ có những cái tình huống kiểu dạng chặt V1 lướt E lên, sau đó kích R để có thể tiếp cận với tình huống V2 nhanh chóng hơn ha. Rồi Roxy hả? Không, chỉ đơn thuần là farm lính ở trong trụ và có thêm một cái lớp giáp trụ dành cho Kera mà thôi. V1 E, V2 trúng vào tâm rất thành công. Còn tình huống V3 nữa sẽ như thế nào đây? Đánh nội tại vào lính để có thể hồi phục, cắm một con mắt vào cái bụi cỏ chặt 3. V1 không trúng, V2 không trúng, Ray lách khá là khéo ở trong pha thi đấu đó. Áp lực ở khu vực giữa liên tiếp được diễn ra, những tình huống nhấp nhả để có thể câu kéo. Thi đấu này thì có một cái mảnh nhỏ của hashtag để giúp cho Vladimir có cái lượng sát thương ok. Rồi khu vực đường trên ta tiếp tục làm tình huống solo kill, để coi full cái pha solo kill này sẽ là như thế nào. Ok, di chuyển giả vờ chiếm bụi, ông Ray di chuyển qua đây, ôi đánh thường một cái nối đúp, lướt lên chặt V2 thành công, đánh có nội tại nữa, nhấp nhả V3 ngay tâm, đánh thêm một cái nữa là đã có được điểm hạ gục solo kill. Còn ngay tróc Việt Nam vẫn theo cái hướng lên trang bị của Kera ở trong cái thời điểm sắp tới. 3-0-0 rồi, giao hung tàn sát thương bây giờ là cực kỳ khỏe. Khách mời ngày hôm nay chiếm sóng của Kera. Hôm nay tính làm Dep nhưng mà Kera có những tình huống solo kill như thế này thì không thể nào mà không coi được. Dep vẫn còn một tình huống vô phòng biến ảnh nữa, bây giờ trở lại tấn công. Một tình huống chích hồi máu, ui Dep liệm rồi. Một pha chích hồi máu có nộ mà nó hồi phục lại một cái lượng máu quá đáng kể, mà chưa kể đó là máu độc nữa. Pha vừa rồi hơi niệm một chút. Ok, lọt sàn xuống nia thì Kathet di chuyển ra đón con xe đó ở đường trên, bây giờ đang khá là ok ha. Farm ké luôn, farm thêm luôn của rừng. Còn đường dưới thì hơi thọt dành cho Samira Real với lại Samira hệ thủy. Quyết đao rồi, chênh độ quá lớn, một lượng trang bị chênh lệch khá là đáng kể dành cho cái kèo thi đấu này. Vigo cũng đang có mặt ở khu vực trên nữa, đây liệu rằng có phải tình huống găng tốt hay không đây. Cấp độ 8 vừa mới lên đến từ Ray, lao vào để có thể nhấp nhả giật ngược trở lại đến từ cái xiềng xích địa ngục, có vẻ như là có biến. Một pha thi đấu mà ui chắc V1 kết hợp với tình huống R và V2 thành công, không còn đường lùi nữa. Pha này xem lại anh em ha, nãy có nói với anh em là Kera thường hay có những cái tình huống kiểu dạng chặt V1E sau đó kích hoạt R đó để có thể tiếp cận nhanh hơn, chặt V2 thành công kết hợp với một tình huống V3 và E
solo kill. Keria là người chơi rất là thích tìm hiểu về cơ chế của cái bộ kỹ năng của con tướng anh. Hugo chạm luôn cấp độ 7 với lại cấp độ 10, sợ. Q1 bị né, Q2 cũng bị né, Q3 trúng rìa. Đánh nội tại, đánh nội tại, kích đúp. Vẫn đang để dành E nha. Chưa giật E chạy ra. Bổ thấm thật sự chứ con này tróc mình đúng lỗi. Thì đúng là con tướng lỗi luôn rồi nè. Mặc dù bị giảm sức mạnh rồi đó chứ. Bị giảm sức mạnh rồi đó. Bị giảm kể cả trang bị như là cái nguyệt đao, dao hung tàn sát lục từ trước. Bản thân của Aatrox cũng bị giảm sức mạnh nữa. Rồi bây giờ nó vẫn khỏe nè. Khỏe thật sự. Rồi, đường giữa là một tình huống không chạy được rồi, nối hắc kim thuật thành công. Trước đó thì Dep cũng đã có tình huống chăn dây dĩ chân được, tốc hành kích hơi trễ. Vẫn có hiệu ứng không chế đến từ đội hình của Dep cùng với những người đồng đội của mình. Nãy giờ bị sát thương đến trụ hình như cũng hơi nhiều. Rồi, pha thi đấu này gạ đòn cấp độ 8 so với cấp độ 10 của Keria. Chiếm cái bụi này rồi đó, phút sai rồi đó. Chặt kết hợp Q1 cùng với E, Q2 kết hợp với tốc biến. Sát thương vẫn là chưa đủ. Phúc cầu hồn la la la. Dễ, việc nhẹ lương cao. Ok, phía bên đây thì ăn con rồng anh đây. Thêm một lớp giáp trụ nữa dành cho khu vực đường trên của Keria. À, quay trở lại với Dep chứ ha. Bên đây dịch chuyển luôn. Ray quyết định dịch chuyển lên khu vực đường trên, có Vigo phía sau. Ôi, quyết định là băng trụ à, trúng 3 phát đánh đến từ trụ nha, phát đánh này thứ 3. Quy đúp thành công, Vigo tiếp cận, shutdown 750 tiền dành cho Vigo. Chịu sát thương đến từ trụ nhiều quá, pha thi đấu vừa rồi. Thậm chí là còn một cái đạn nổ thần công để có thể nhấp nhả dành cho Ray nữa nè. Hơi fail chút xíu, quay người trở lại khu vực dưới, làm tình huống thanh tải nhưng tiếp tục có hiệu không chế để có thể gây sát thương tấn công vào người của Nila. Ui, cái đúp của Nila nó hơi lỗi chút xíu, nhưng vẫn có những tình huống chấm bi để có thể gây sát thương. Phía bên đây, Dep xích được Lulu, quay ngược trở lại, dồn sát thương vào Lulu, điểm hạ gục đó dành cho Samira, đang cố gắng để thay nhấp giả nhưng máu độc vừa rồi đã rút. Và dứt điểm được thành công, double kill dành cho Vladimir. Carthage đang nhấp nhả và để có thể câu kéo, nội tại đến từ Dep đã bị mất đi rồi, kích hoạt tái, kích hoạt được cái sợi xích siêu phàm. Và cái lượng sát thương vừa rồi là đủ. Dep búa cũng ác. Ứng ác ý với lại tình huống nổ E2 cũng khá là thành công dành cho Dep. Còn ngược trở lại thì đường trên vẫn vậy. Đường trên cũng không nhiều thay đổi. Ray nằm xuống 5 lần. Kira vẫn đang rất là khỏe. Q1 E, Q2 vào lính, đánh nội tại vào lính luôn. Xì xích địa ngục vừa rồi không trúng. Một kỹ năng hồi lại rất là nhanh. Đang cố gắng để thay dọn lính. Kira quay ngược trở lại tấn công vào trụ. Hai hit trụ, chặt QE giật ngược để có thể gây sát thương. Sứ giả đẩy hết thời gian. Không kịp rồi. Ôi, vẫn kịp. Nhầm. Ok. Vậy là đi đâu thế này. Dep với con lập lăng thì đang có mặt ở khu vực đường dưới. Hai bên bắt đầu di chuyển rồi. Kích tận thế chiến binh lên để có thể focus tấn công vào người của Vladimir. Có một cái lặn bè máu xuống. Tốc hành cũng đã được sử dụng pha thi đấu rồi. Rút lui thành công dành cho Vladimir. Không có thêm cái khoảng trống để cho Rail có thể áp sát và tiếp cận. Kira đã mất đi chiêu cuối. Đồng thời điểm đó là cái áp lực của đường trên cũng đã được giải tỏa dành cho Ray. Không sợ lắm những cái tình huống mà đối phương có thể truy đuổi nữa rồi. Sau một khoảng thời gian ngắn thì Ray cũng đã hoàn thành xong một cái lưỡi hái. Dep đang đứng rình rập, muốn quan sát ở đây, tấn công vào Lulu. Lulu có khổng lồ hóa nha, gom người khá là tốt. Không chạy đi được đến từ Rail. Đã bị hạ gục. À,
chiêu cuối của Nila là gì nha, bỗng nhiên quên rồi. Hình như là cái vũ điệu hân hoan đúng không ta? Nếu tôi nói sai thì anh em sửa lại giúp tôi nha. Đếp bị hóa cốc. Vừa rồi hóa cốc thì bị mất cái icon ở trên minimap hả ta? Giờ mới để ý. Ok, Vigo đang có mặt khu vực dưới nha. Cẩn thận nha, Đếp bây giờ chỉ có biến ảnh thôi chứ không có mô phỏng biến ảnh nha. Với một cái tình huống tốc biến nữa. Tốc biến. Né được không đây? À, vẫn phải đầu tư tốc biến, chăn dây ngược trở lại, có một cái trường mệnh để có thể đào thoát. Ui, hắc kim thuật, gây sát thương vào trong trụ hay. Rail đã có tình huống xử lý khá là ổn ở trong cái pha thi đấu vừa rồi. Cố gắng để có thể nhấp nhả bị hóa cốc nhưng vẫn có được một tình huống chăn dây. Rail lao vào tấn công vào người của Nila nhưng thiếu sát thương nha. Hãy chờ đép hồi lại, khúc cầu hồn vang lên rồi. Ui, một pha lướt kết hợp với khổng lồ hóa. Vừa gây một công chế và vừa có cái lượng sát thương khá là lớn dành cho Nila nữa. Tưởng chừng như đó là tình huống nhấp nhả để cho đép hồi lại cái biến ảnh đó chứ. Ứng ác ý kết hợp cùng với biến ảnh tạo ra một cái nhịp để có thể chồng sát thương cùng với khúc cầu hồn. Lý thuyết nó là như vậy. Nhưng mà Nila khỏe quá, có nỏ, có đồ thủ rồi. Chưa kể có Lulu, có pha khổng lồ hóa vừa rồi tốt nữa. Rồi bên cạnh đó cái bộ trợ kiệt sức chưa kịp sử dụng trong tình huống vừa rồi nữa nha. Nên lý thuyết nó là cái câu chuyện, thực tế làm được hay không lại là cái câu chuyện khác. Rồi, một con Nila đã có súng hai tặc, hai món trang bị lớn. Phía bên đây Samira chưa có món trang bị lớn nào, nhưng chắc hẳn cũng sẽ muốn hướng tới những món trang bị như thế này. Nỏ tử thủ, súng hải tặc. Chuẩn bị pha giao tranh rồng anh em. Đây là con rồng 3 của phía đội 1 nếu như ăn được. Một con rồng bắt buộc phải đánh rồi. Tranh thủ đẩy cái đợt lính, lấy cái lợi thế đẩy chậm ở khu vực dưới trước cái đã. Bắt đầu khởi động con rồng kéo qua phía bên phải. Vladimir thì đang khép góc, hoàn toàn có thể tạo ra một cái thế 4-4. Đứng phía bên đây đánh với nhau. Kira đang kích được cái nội tại của Nguyệt Đao, bắt đầu đang có ý định để có thể lava rồi. Samira đã tới, rồng còn khoảng chừng vài ngàn máu mà thôi. Mở trước đến từ Well đang cố gắng được thay áp sát lấy được cái thanh thải. Ui, một pha gom người kia, rồng đã thuộc về dành cho riêng của Donet. Thì cái vũ điệu hân hoan vừa rồi của Nila nó gom người quá tốt, double kill dành cho Nila rồi. Kira bây giờ mới bắt đầu kích hoạt cho mình ở dưới cuối, chặt V1, chặt V2 thành công luôn, kết hợp với V3 trúng vào cả ba thành viên. Lướt E lên không đủ sát thương và đang bị thả nhiều, vẫn đang cố gắng đưa đến nhất nhà giúp Novik vừa rồi đã giúp cho Vladimir câu kéo thành công. Kira đã bị hạ gục và Đép bị chim cắn chết rồi. Ok, pha thi đấu đó thì ông Nila cũng có tình huống gom người xuất sắc quá. Gom được cả 4 thành viên của phía team Dev vào ở trong cái vũ điệu hân hoan và gây một lượng sát thương quá lớn ở trong cái pha thi đấu đó. Chưa kể đó, ông có đúp đó. Cái đúp của con Nila là cái chiêu thức mà nó tạo cái khiên nước và đỡ được những cái đòn đánh thường. Đòn đánh thường không kích hoạt, không gây đam. Đếp quyết định dịch chuyển lên khu vực đường trên, còn trong đó Keria đã sử dụng dịch chuyển của mình ra khu vực đường dưới để có thể đóng nhận cái đợt tiến đó. Đội con sứ giả này hơi khó để có thể thuộc về dành cho phía của team Đếp, chỉ chạy mà thôi, đang nỗ lực để truy đuổi, liệu rằng chạy được không đây, một người sẽ bị hạ gục, hai người còn lại thì đang cố gắng đưa hơi đào thoát. Cả thất tốc độ di chuyển hơi chậm, có tốc biến trong pha thi đấu này bắt buộc phải dùng cho mình đó tốc biến để có thể đào thoát. Đếp nhắm được ai không đây, chăn dây thành công nhưng Vigo quay người trở lại tấn công dứt điểm thành công được cả thất. Không đủ sát thương rồi, đang cố gắng để có thể chấm biên. Một lần nữa tái kích hoạt chiêu cuối để có thể đào thoát. Lãnh thổ xương đen nữa, tốc độ di chuyển được gia tăng thêm rất là nhiều. Khoảng trống nho nhỏ dành cho Kira khu vực dưới. Ray sử dụng dịch chuyển của mình để có thể để có thể phòng ngự. Tưởng chừng ván đấu sẽ có một vài những cái lợi thế nhất định dành cho Kira và Dev ở cánh trên. Mà không, Mila này xanh quá. Dev đang nỗ lực để có thể truy đuổi vào ai đó. Xích lần 2 giữ chân được Mila. Tạm thời lấy được cái nội tại nỏ tử thủ rồi. Samira quay ngược trở lại, pha đó điểm hạ gục sắc đao, hỏa ngục liên xạ kết hợp cùng với tốc biến, khúc cầu hồn lần này vang lên chắc chắn sẽ có điểm hạ gục của Nudu. Wow, thành công double kill, một cú double kill và hai cú sắc đao dành cho Samira. Từ một con Samira 1-4 bây giờ trở thành con Samira 2 điểm hạ gục sắc đao, hơn 2000 tiền rồi. Lần về nhà này sẽ món trang bị thứ hai nữa, rất thơm ngon chuối bơ. Còn đường dưới
nước lên nha. Vừa rồi như là đánh không nổ đồng đánh có nội tại, kích hoạt Q2 kết hợp cùng với E Q3 ngay tâm hát trước kia. Điểm hai công đó được nhường dành cho lớp lăng của Dep. Vừa mới nói ok, bây giờ thì mọi thứ cân bằng rồi nè. Thậm chí trước đó thì như chênh lệch đâu đó khoảng chừng 2-3 ngàn tiền, bây giờ bị giảm đi lượng chênh lệch lớn luôn rồi. Anh em thấy những cái điểm hai gục xích đao chưa, nhất cho những cái team mà kiểu dạng thua vừa vừa nó lật cái bàn ác thật sự. Chặt Q2 kết hợp với E không thành công. Lila cũng đang có mặt ở vùng dưới, Lulu cũng đang chạy. Nội tại của Nguyệt Đao vừa rồi đã được kích hoạt, kích hoạt chiêu cuối để có thể đào thoát cho nó chắc. Hoa kỹ thậm chí là quay ngược trở lại trêu à. Chặt Q2 cũng không trúng vào tâm. Q3 thì đang bị hóa cốc. Ôi không, bị gây sát thương, bị kiệt sức luôn. Phía bên kia thì Vigo tiếp cận vào Carthus, có đồng hồ để câu kéo, nhưng sau đó sau cái đồng hồ này thì double kill dành cho Vladimir, đơn giản là như vậy mà thôi. Lên về nhà này thì Nila chưa đủ tiền để thể hướng tới một cái vô cực kiếm, bàn trống nhỏ nhỏ được tạo ra ở khu vực giữa để có thể đẩy cái đợt kiếm đó, nhưng mà khả năng áp sát vẫn sẽ là có nha. Cần phải chạy sớm, bom mù tung ra vừa làm chậm vừa tạo ra cơ hội để có thể truy đuổi tiếp. Nila còn tốc hành, Samira quay ngược trở lại thôi liệt. Baron, Baron Aso đếm lựa chọn ai là mục tiêu đây. Chăn dây vừa rồi đã trật, chỉ có một cái dấu ấn ý chưa được tái kích hoạt mà thôi. Baron đang được ăn của bên phía của đội 1. Lulu đang lách, Lulu gom người tốt đó, nhưng mà hết sát thương rồi. Phút cầu hồn bắt đầu được vang lên, chỉ có một cái điểm hồi phục cho tình huống chăn dây vừa rồi của đếm mà thôi. Đang cố gắng được hay nhấp nhả, còn Baron đã thuộc về dành cho Vigo. Đạn nổ thành công vừa rồi cũng không trúng. Nila lựa chọn đếp làm một đối tượng để có thể tấn công. Vigo cũng đang có mặt ở đây nha, có tốc biến nha. Dep đã hồi lại những cái trưởng bộ phòng biến ảnh, tạm thời đã thoát đi được. Tính ra là con treo mà với lại con Nila thì sao? Nhưng mà thật ra thì con Nila là cái con tướng mà phù hợp với những cái vị tướng hỗ trợ mà dạng búp. Cái điểm mạnh của Nila hình như là đợt vừa rồi có chơi một cái mất tiêu, như là cái lượng kinh nghiệm mình nhỉnh hơn so với Phu một chút ha. Thì đó là cái điểm mà nó cũng khá là lớn, nhưng mà bên phía của Raken họ cũng biết điểm dừng anh em. Ví dụ cấp độ 2 á, thì nó không có phải là cái lượng chênh lệch quá lớn tại thời điểm cấp độ 2, những thời điểm quan trọng á. Tất nhiên vẫn sẽ có cái khả năng HSP, nhưng mà nó ở cái mức vừa phải, chứ nó không bị lạm phát. Ok, lần về nhà này thì đã có vực kiếm rồi dành cho Mila. Hai bên đều đang đánh khá là cân bằng trong ván này ha. Nếu như anh em nào chưa biết thì những ván thi đấu như thế này là những ván thi đấu mà kiểu dạng là kim cương 1 á. Bức tranh Elo là kim cương 1 á. Tại vì Dep với lại Kera là vừa mới đánh chung kết thế giới, nên cái account của họ thì sẽ bị tụt hạng. Thấy rồi, không có kịp phá. Rồi Demi bây giờ cũng xanh phết, 7 phong ấn hắc ám, chuẩn bị mũ rồi. Dep cũng có cái lượng trang bị tương tự là như vậy. Kira thì đang chạy, kích chiêu cuối lên chạy cho nó nhanh. Vigo chủ động áp sát, ui nhưng đó không phải là một tình huống làm chậm được. Khi mà cái tuyệt mệnh đó nó đã trật, đã thậm chí là đầu tư tốc biến luôn chứ đầu tư ác. Kera bây giờ quay ngược trở lại khu vực đường trên rồi, bộ 16 đến từ Kera. Rail thì đang đứng chờ một cái gì đó. Lập lăng của Dep thì đang có mặt ở khu vực dưới, xích không thành công, quay ngược trở lại chỉ là tình huống dấu ẩn ác ý đơn thuần mà thôi. Carthus thì đang lấn cứng ở cái việc phá mắt, cũng chưa di chuyển được nhiều. Cái thi đấu này thì Ray vẫn thoải mái được có thể đẩy. Kira lại tiếp tục thực hiện một cái bộ môn chọc chó rồi, khổng lồ hóa, sát thương là nhiều nha. Kira hết chạy rồi, không xoay sở nổi. Dep biến về. Ok, Carthus chết thôi. Cái tự nhiên đang đi xuống cứu Dep cái chết là trời, thậm chí là tốc biến luôn đó chứ.
Ok, chắc là có ý định tống biến về cái hướng của Dev, xong rồi Dev sẽ chồng sát thương vô Vladimir à, xong rồi ổng khúc còn hồn giết kiểu như vậy. Rồi có muốn tấn công Ray không đây, chuẩn bị quay qua tấn công vào Vladimir. Biến ảnh kích được cái nội tại dẫn ứng ác ý, sức hút kinh hoàng cũng đã được tung ra. Lần này thì Samira chủ động tốt biến, lóc kiếm cũng đã được sử dụng, đi la quay ngược trở lại. Còn chiêu cuối nha, kích đúp trước cái đã, bắt đầu kích luôn cho mình đã chiêu cuối rồi, đang cố gắng để có thể nhấp nhả đến từ cho cả hai phía, nhưng đội một là đội tuyển làm tốt hơn. Nila này sát thương nhiều quá, nó áp sát nó gây cái lượng sát thương quá kinh khủng với những tình huống vụt trôi của mình. Kira dịch chuyển xuống khu vực đường dưới để có thể hỗ trợ dành cho Dep. Khúc cầu hồn Lulu sẽ lên bài đêm xuống, đạn nổ thân công vừa rồi không đủ sát thương, còn hơn trăm máu lận. Hóa cốc, ôi không chết rồi, Lulu không chết rồi. Bộ ồ, pha này từ từ, pha này để hồi nữa mở sao của tụi hay. Ui không được, một quy nữa hay. Pha này đỉnh thật sự á chứ. Pha này xin phép anh em dịch mình coi lại ha, pha nhấp nhã mà tôi coi nhiều khi coi không kịp luôn. Bây giờ 3:30 sáng rồi. Ok, Kira tiếp cận kích đúp thành công đầu tiên, Lulu thoát khỏi một tình huống đúp với cú tốc biến của mình nha. Chắc như hai dứt điểm được quay, chắc như ba lấy khoảng chừng nửa cây máu của Nila. Nila đang rất là nỗ lực để có thể phục đép, bắt đầu hồi lại cho mình đó chiêu ứng ác ý lần hai, xin lỗi chăn e lần hai kích hoạt, và sau đó là những tình huống biến ảnh giật ngược trở lại mô phỏng biến ảnh dứt điểm được cả hai. Quá ác. Bị lấn cứng luôn á chứ, nhìn pha xử lý vừa rồi sốc luôn á, pha xử lý vừa rồi mà vô đánh giải đó, khán giả hò hét chắc banh máy luôn. Thật sự. Ok rồi, tiếp tục với những diễn biến trong ván thi đấu này nè. Thật ra bên phía của đội 1 thì vẫn khỏe, coi như vậy chứ vẫn khỏe, trên tiền thì vẫn đang nghiêng về dành cho bên họ ha. À, chúng ta đang có mũ nè, vô cực kiếm rồi, đầy đủ những món trang bị lớn rồi. Con Ray này trở thành con Ray đa dụng ha. Wow, Lulu nãy giờ, nhưng lần này không may mắn nữa rồi, Kira đã chặn đầu, có khổng lồ hóa. Q2 vừa rồi nó trật bị hóa cốc Lulu, dứt ngược trở lại chặt Q3 thành công của Kira. Hồi máu rất lớn nha, còn phía cánh bên kia thì Samira kích hỏa ngục liên xạ lên. Ui, Kira đánh nội tại, quấy ngược trở lại tấn công vào người của Ray. Chỉ còn lại cho mình đó một mình Ray mà thôi, triple kill dành cho Kira. Pha này anh em coi lại nha, pha này tôi cũng không giật lại được, đánh hay lắm. Ông luôn luôn lần này ông cũng câu kéo tốt, tôi tưởng là ông liệm sớm nữa, nhưng mà ông vẫn câu kéo ổn, và ổn thôi là chưa đủ. Còn phía cánh bên kia thì không kịp để trình bày nữa, muốn coi lại cánh bên kia quá. Coi lại cánh bên kia. Ôi, Samira gom người kìa. Ủa lộn, con Nila chứ, Nila gom người rồi, nhưng mà Samira lại gây nhiều sát thương cho pha đó. Nhiệm vụ của Kira là vét, vét ác thật sự. Ngay tróc nó lỗi hơn. Rồi, đây là con đồng công nghệ thứ ba luôn rồi. Quẩy pha này nữa Kira cũng khỏe, có được cái thương phục hồi kìa. Kira và Dep, Kira chuyển hướng chuyển góc, Dep lao vào không cướp được. Kira đang bị đơn độc, để coi kích chiêu cuối vào bổ hai bị hóa cốc, khúc cầu hồn vang lên bổ ba, chủ động tốc biến tấn công vào người của Lulu, hồi phục lại cho mình đống lượng máu đáng kể, nhưng câu kéo được rất là nhiều ở trong pha thi đấu vừa rồi. Vigo tạm thời đang chạy, có hoa cục liên xạ nè, lao vào không? Ui đồng hồ lộ mà. Rồi Gale đã phải lên bàn điểm số. Samira xoáy hỏa ngục liên xạ lên, hỏa ngục không được rồi. Ca thết cũng liệm luôn, rồi quyết định đến từ quay là đầu tư luôn trên đó, dịch chuyển khu vực đường dưới với ý định là lấy nhiều cửa mega nhất có thể.
Nãy coi nãy tải replay cũng không để ý là phải ngại ai thắng được. Có ngay bên phía tôi được một thắng. Tưởng là Dev với lại Kira thắng ván này chứ. Hai chỗ Mega rồi, có khi nào sức hút kinh hoàng bị bom bù làm chậm lại chút xíu. Xích thành công, giật ngược trở lại Kira, hóa cánh lên chặt Q2 thành công nha. Đã nhấp nhả quay ngược trở lại Q3 kết hợp cùng với E, nhưng sát thương là chưa đủ. Mila sát thương nhiều quá, tiếp tục lên tình huống chặt Q2 kết hợp cùng với Q3 nhưng hết sát thương một lần nữa vẫn là không đủ. Samira đép nổi không đây? Ta thất bắt đầu di chuyển ra rồi, trước sát và Yugo bắt đầu cưới sát, thể hiện cái độ uy lực của Aatrox. Ồ, như vậy ván này thua, tưởng ván này họ thắng. Tưởng ván này đép với lại Kira thắng nhưng mà không anh em. Đép với lại Kira ván này thua. Thôi ok, ván này thì cũng đem rồi, lên bình luận cũng không được ok cho lắm, không được chảy cho lắm. Nhiều tình huống nó bị fail thì mong anh em cũng thông cảm. Cảm ơn anh em đã theo dõi cái nội dung ở số video này. Hẹn gặp lại anh em ở những số video tiếp theo.